Mới ướm lên thử thôi mà thấy đủ màu sắc rồi ha Năm ha. Ướm lên thử thôi mà thấy là ra con gái rồi đó. Dạ. Hết con trai rồi. Thấy có màu sắc rồi đó. Giờ ông dưới sao? Đông cây được. Có sang chảnh không? Này là rẻ sang chảnh hả? Rẻ sang chảnh hả? Để coi cái gì mình dòm á. Dạ, mình dòm mà nếu mình chỗ này chỗ nọ. Dạ. Không mấy cái mình đổi. Đổi. Nhưng mà theo con thì con thích là ví dụ như cao cái thấp rồi cái thấp rồi cao thấp thấp. Tự mình nói thôi. Rồi mai mốt đi về bển xong cái ở đây em FaceTime qua cho coi ha. Nổi đẹp nhất là bông của tôi trồng sao rồi. Đó, cái này là cái kêu kêu chú lũ đưa bao đất lên. Dạ. Yeah. Cái bỏ nào lỗ cái bỏ chút xíu đất mới cái bỏ vô lên. Dạ. Dạ. Yeah, yeah. Có cái đồ múc đất. Có. Múc ướm, đất á. Ướm sẵn đi rồi mình lấy rồi mình làm. Dạ. Yeah. Yeah. Buổi chiều ra trời đã quá ha cô. Đẹp. Ha. Chiều ra mát rồi rồi luôn. Đã luôn á. Má mẹ muốn sữa nào không? Bỏ một bụi, bỏ một bụi chút ở đây thì vô duyên quá. Cô đang ngắm. Bỏ một bụi chút ở đây là vô duyên lắm. Nếu không thiếu ơi. Chắc... Thiếu. Chỗ này không mà thiếu hả? Ừ. Wow. Chỗ này không mà thiếu á. Thiếu một hai bụi nhỏ nữa. Dạ. Yeah. Nhưng mà khi nó lên nó cũng... Nó bẻ ra hả mẹ ha? Nó bự ra. Dạ. Yeah. Em nghĩ vậy là ok á năm, mai mốt nó còn đẻ ra nữa làm chi, nó còn nhảy ra nữa làm chi. Nó nhảy, đúng yeah. Mỗi năm nó bự bự đó. Dạ. Yeah. Mỗi năm nó bự bự bự. À, mình phải cắt hả cô? Tới. Khi mà lạnh nó cũng thấy nó lá nó rụng, nó áo qua rồi đó. Cái đừng có cắt sâu quá, ví dụ nó cao như vậy, cô cắt như vậy nè. Dạ. Như vậy nè. Chưa lại hơn ra. Ừ. Dạ. Rồi cái cắt sâu quá cái nó không có lên. À mình thấy nó rụng bông hết mà nó lá nó khô. Lá nó héo nó khô nó rụng hết đó. Dạ. Là Nhung mới cắt. Và khi Nhung cắt á là chưa lại khúc vậy nè. Dạ. Đỡ hơn gan. Rồi, vậy là năm tự động cái năm tới cái mình tưới cái nó ừ, cái nó lên. Nó lên lại hả cô? Mẹ có cái không cần năm tới luôn. Mấy cái ở nhà của con á tự nhiên cắt mấy cái nó nở ra rồi cái tự nhiên lên nụ khác. Nếu mà ấm thì nó lên lên nụ chết khác nữa. Nếu như mà khí hậu mà ấm là nó sẽ sống quanh năm luôn, sẽ lên chứ nó không có chết đâu. Yeah. Nếu như nó sống được quanh năm thì đẹp ha cô ha. Mà nhưng mà mấy cái này mấy cái nhất là cái bông vàng vàng á nó cứng lắm. Dạ. Yeah. Nó sống dài. Đó, thiếu một chậu, hai chậu. thiếu hai chậu nữa ok vậy con nên... chồng về là cũng thưa lắm rồi. Thêm hai chậu nữa anh em, hai chậu nhỏ dạ. Mấy chậu nhỏ nhỏ để trên này đó, bên đây thì em mới xếp thôi chứ cũng chưa trồng. Dạ cái đó có được. Dạ. Nhìn dễ thương ha. Chụm tí nhìn dễ thương, chụm vậy á cái nó giữa hai cái cây ăn trái cái có được đúng rồi có cái bông có hoa rồi hoa. Cho nó đỡ buồn. Cái Út ở trong nhà, Út bước ra cái cửa này là Út thấy. Dạ. Chị Năm tôi chồng đây. Mở cửa phòng ra là nhìn thấy nhớ chị Năm liền ha chị Năm. Nhớ ngay bởi vì cấm ngay đó liền. Cấm trước ngay đó liền. Ok, còn cái bụi trúc này nè, Năm sang vô cái chậu đi. Thôi vậy hả? Bỏ ra chậu. Bỏ vô cái chậu. Xong rồi để chính giữa ở đây cũng được nè. Dạ. Để chính giữa ở đây cũng được. Rồi à, bên kia một chậu bên kia cũng được. Ok Năm. Nha. Bên đây nè. Vậy là mình vậy để em đi lấy hai cái chậu ha. Hai cái chậu không? Dạ. Để đây cũng được nè ha. Đây nè. Đó, đây một chậu. Cái bên này một chậu. Dạ. Đi lên tăng cấp. Cũng có lý. Dạ. Chúc sinh chúc mộc đầu đình. Phải không? Em xin em đứng dũng xin cũng xin. Cũng xin. Không đang làm thơ. Cái đó vậy hả? Cái đó vậy. Người ta đang trồng cây trúc cái người ta làm thơ luôn. Em xin em đứng dũng xin cũng xin. Cũng xin. Có bà chị tôi cười bể bụng luôn. Chị tôi là cười bể bụng với tôi luôn. Quá đẹp luôn. Nhưng mà sang vô chậu. Sang chậu dụm ra đẹp hơn. Sang vô chậu, lấy cái chậu. Dạ. Mình mới vừa ra ngoài vườn xong để gia đình.
Thì bây giờ á, là mình chú Lũ tưới cái nước cho ở dưới đất nó mềm rồi sáng mình mới bỏ bông xuống được. Thì bây giờ cái mình vô là mình hâm lại cơm ăn. Nhưng mà cơm này á, là không phải là mình mua, mà cơm này đó là với cái bánh kem là của người chị. Ngày hôm qua chị làm happy birthday cho mình, thành ra mình có vừa có bánh kem rồi nói chung là đồ ăn rất là nhiều. Cái bánh thọ đâu rồi? Bánh thọ nữa, bánh bao thọ nữa, rất là hay luôn á. Rồi đây là bánh bao thọ của mình nè, dễ thương ha. Người chị là làm cho mình hai loại luôn. Cái bánh kem cắt bánh cũng ăn, rồi bây giờ mình đem về mình ăn tiếp tập 2, chứ còn không thể nào. Quá trời nhiều luôn, chị kêu quá trời đồ ăn luôn đó. Đây nè, rồi bánh thọ thì mình ăn những cái bánh nhỏ hết rồi, còn ở đây là còn bánh lớn. Chút xíu tiếp tục nữa, chị nói mình có quyền ăn nguyên một tháng bất đê lận. Lucky đó. Lucky mình có người chị là lo chu đáo ghê luôn á, đủ hết rồi. Bây giờ là mình sẽ ăn cơm ha. Cái này là cơm chui chiên cua nè, mà con kinh ráp á, thành ra nó rất là nhiều luôn, không thể nào có 5 người mà chị kêu một cái bàn khủng hoảng luôn. Thì bây giờ là mình ăn những cái món này trở lại, là cũng là thêm một bữa tiệc nữa, là thêm một bữa sinh nhật nữa nha chị Hồng. Vậy là bữa nay em ăn sinh nhật tiếp, happy birthday. Đúng là sinh nhật nguyên tháng thì cái chứ. Đúng luôn á, ăn sinh nhật từ nhà. Cái này nghĩa mì xào ha. Mì xào, cơm chiên ngon lắm, hôm qua cơm chiên rất cơm là ngon. Cơm chiên cua nha. Đây là cua hăm nè, cua steam, dạ, con cua kinh ráp mà ta hấp á, ta hấp á, rồi ta đổ tới hai dĩa luôn nè, wow, còn dư còn nhiều, còn dư mà tới hai dĩa luôn á, hai cái luôn, dạ, thôi bây giờ mình phải hâm từ từ hâm đi, từ từ, dạ. Chứ còn đợi hồi nữa cái mình dọn ra là đầy bàn rồi, đâu xào nè, còn cái này là kinh ráp mà răng muối phải không? Dạ, ngon dễ sợ luôn. Mà chị thích bên này quá à, cái hộp tương ngô làm đẹp đẹp ha chị Nam ha, nhìn chắc chắn, nhìn cái được cái đồ ăn luôn, mình xếp lại mình xài, dạ nhìn đẹp quá đi, mình xếp lại mình xài. Cái này chú có thể xài một lần nữa rồi dục. Đúng rồi. Bây giờ thôi mình sẽ hâm cơm, quá hấp dẫn luôn chú Lũ cô Út ơi. Dạ. Vô đồ là ăn cái nhà hàng xong rồi bưng về. Không, em thích cái cơm chiên ngon lắm. Mà linh đình luôn. Dạ. Dạ. Đó, mì có nè, rau xào có nè. Gà rút xương có nè. Dạ. Cơm chiên. Cua răng muối vào cũng mấy món đây rồi nè. Dạ. Cua hấp nè. Hình như có một con ruồi nó bay vô trong nhà anh ơi. Rồi, giờ mình vô bàn ha Nam ha. Vô bàn đi chú Lũ cô Út rồi vô ngồi luôn ha. Đồ ăn trong nhà hàng còn bưng về, bây giờ là mình ăn tiếp tục, kêu là leftover. cũng bao nhiêu món đó chứ. Cũng bao nhiêu món luôn. Hay nào là mì xào, rau xào, cua hấp, cua rang muối, cơm chiên. Chiên cua. Cơm chiên cua, đúng rồi. Gà rút xương, vịt quay. Có hôm qua Năm vui quá, Năm đâu có ăn đâu, nay giờ Năm phải tính thích. Vui quá, ăn không được. Thật ra còn đồ ăn quá trời luôn, bây giờ em mới ăn nha chị Học. Sinh nhật ngày thứ hai. Ngày thứ hai. Ăn rồi, ăn thêm bánh nữa. Đấy, mời đại gia đình đi. Mời cô. Dạ, có mời. Ok, chào cả nhà. Chào cả nhà. Miếng súp chín. Miếng súp đây, hấp miếng canh. Cũng còn canh. Gắng cố gắng ăn cho hết hôm nay. Xin mời đại gia đình. Hấp miếng súp trước nha. Ăn cơm chiên, mì xào, cua, vịt. Bao nhiêu món? Bao nhiêu món luôn á. Dạ. Cơm đi cô. Em ăn cái gì? Có em ăn miếng cơm chiên.
anh ăn tôm trắng chứ. Ăn cái tôm chiên. Bắt miếng súp xong rồi ăn tôm chiên. Đúng rồi. Ăn tôm trắng. Chị Năm ăn cơm gì em lấy cho nè. Năm ăn miếng tôm chiên. Đây. Bỏ qua đây luôn nè, bỏ giữa kim chiên qua đây nè. Cô ăn cơm nào cũng chiên ha. Ờ, cũng chiên. Cái muỗng này không đúng á. Nó sẽ sai cho làm cơm đó. Sẽ sai nè. À đây. Lỡ. 10 đếm 10 gói rồi. Nè. Múc cái muỗng nó mà dối đưa qua vậy cái nó phải nha. Anh mày cơm. Mày để cái đi. Cả nhà. Nhìn hấp dẫn quá trời. Trời cái này bỏ miếng sa tế của chị đó. Dạ. Yeah. Bỏ miếng sa tế ăn ngon lắm, Năm thử đi Năm. Ngon lắm. Hôm qua tao mới cho sa tế không. Hồi nãy chị nói chuyện mang ớt thì không dám bỏ vô. À, không, được rồi. Hơi cay đúng không? Cái gì à, cái đó hơi cay không? Sa tế hơi cay. Xin mời cả nhà. Con mời chị Năm ăn xong mới mời nè. Mình mời rồi. Wow. Mình đã thấy có hai thịt quay nữa mà. Dạ, nó đang nướng lại. Nướng dạ, lại. Mới nói với cô xong nó ước gì ngày nào cũng được giống như ngày này nè. Đi chơi xong rồi ăn rồi đã làm vườn rồi ha lắm ha. Cái ăn. Lúc đó là cuộc đời vẫn đẹp sao. Cơm chiên ngon. Ừ, cơm chiên ngon, dạ. Sốt. Có gì quay thật không? Nè, cô thích món này nè, phải không? Con để chồng bên đây nha. Dạ, được. Được chứ Năm. Ok, phải không? Ừ. Em ăn cua ăn lấy cua cho. Để em ăn gấp nha. Nhiều rồi ăn quá mà. Bàn nhỏ quá. Cái bàn bự đến như vậy mà cũng không vừa luôn rồi đó. Vậy đi. Đó. Không được thẳng thơ thớm nhưng mà ai gấp cũng được. Có miếng không? Cái này chấm ngon. Cái này thấy ngon không? Không. Thằng nghe biết làm rồi biết ăn. Biết làm sao không biết làm? Cũng gà hay sao làm? Hả? Gà sao làm được? Gà hả? Ừ. Làm món khác. Gà không biết làm. Ừ, cay thịt đó. À, em nói em mà, em lấy cái tương khác nha. Tôi nước tương không vậy? Ăn tí xíu là dặn được rồi cô. Ăn miếng cho nó cay cay, ăn cho nó ngon được. Cho nó thơm thơm lên thôi ạ. Mì cay mới ngon. Qua vui quá, Phượng đâu ăn nhiều đâu, em muốn ăn luôn. Thơm đúng không ạ? Bây giờ mới dư đồ ăn dữ vậy đó. Vừa vui rồi vừa cảm động, vừa xúc động. À, thành ra hả, ăn ít. Bây giờ mới ăn nhiều. Bữa tiệc là nhiều cảm xúc. Cái gà rút xương thì ngon thế nào. Cánh miếng này ngon. Cái này kêu gà rút xương hả? Năm nghĩ là gà xé chứ. À, xé, gà có xương rồi rút xương. Em kêu lưng giả đúng không? Gà có xương rồi rút xương. Mà gà rút xương á. Nướng này ngon nè. Gà rút xương người ta có dồn đồ vô. Cho em chai nướng
cây đúng cái nước đi không? Dịch cái cua kìa con, dịch cái cua. Ăn cho hết. Ăn hồi sáng bây giờ, giờ cũng chưa có đói nữa nha. Vậy ha cho. Ăn cái cua nè. Cua này nè, người ta cắt đôi hay ha, cái cạnh cua đó. Trong cái hồ bơ cá tươi á, cái cua tươi. Ở đây hình như mình ăn ngày có 2 bữa trong cái 3 bữa. Nhiều khi tôi ăn một ngày 1 bữa. Vậy hả cô? Con sáng gì đậy nhiều lúc con uống ly cà phê, con uống chai đồng trùng á. Uống cái miếng đồng trùng hạ thảo rồi ăn cái gì nhẹ nhẹ, xíu xíu thôi là nhiều lúc hả, riết cho tới chiều luôn. Sáng tôi uống ly cà phê. Hôm nay từ lúc tới 2 giờ luôn á chị. Đó chị có hả? Chị có. Thank you. Mà về Việt Nam thì lại đói bụng sớm hả? Ồ, về Việt Nam năm mấy sáu giờ sáng đi ăn rồi, kỳ thế là không hiểu luôn nha. Suy nghĩ cái vụ đó hoài không hiểu luôn. Suy nghĩ hay là đúng không? Không phải hay là dậy sớm quá thì sao á? Cũng có thể dậy sớm đói bụng. Không, chứ mình thấy ở bên Việt Nam ta bán tới mấy giờ cái hết, cái tự nhiên đúng rồi. Mình quen luôn. Buổi sáng là nhiều lúc nhiều cái gian hàng mà bán ngon á. Ở dưới quê á, mà bán mà ngon ngon một chút là mình đi trễ chút hết thôi, hết đồ ăn. 8 giờ hết trơn rồi. Thành ra cái vậy cái mình quen. Dạ. Năm rưỡi á, Phương ơi, chị Hồng á, chú dậy chưa? Ăn sáng chưa? Chú dậy sớm hả? À, chú dậy chưa? Sáng hôm qua anh chở chúng đi. Nói rồi dậy anh lúc 5 giờ rồi. Hôm nay phải ăn cho hết mấy cái cua này luôn chứ để để nữa là không có ngon. Không ngon luôn. Ăn dạ. Cho hết cô. Ăn nhà không tách sao. Ăn tự nhiên. Cô buổi tối cô ăn rất thơm nha. Còn no còn đó. Với lại càng ngày càng lớn tuổi ăn ít lắm. Đúng rồi. Ấy bởi vậy đó cô. À, trẻ thì lo cặm cụi làm nuôi con ha cô hả? Làm. Cho tới khi lớn tuổi cái xong cái à, tới tuổi về hưu xong cái thấy là bắt đầu đổ bệnh ra. Không có đi đầu này đầu kia được. Con ăn miếng luôn cô ơi. Con ăn miếng luôn cô ơi. Con ăn hả? Con kìm mấy này hả? Ăn cho nó hết mấy này để dạ hả cô? Dịch cô? Dạ. Được rồi. Dạ. Ăn gà là ok nhất ha cô hả? Ừ. Thấy Mỹ ăn gà nhiều nhất. Gà đúng rồi. Mỹ nó không có ăn vịt nhiều nhiều nữa. Dạ. Ít nhất thế này. Mỹ không ăn vịt đâu. Nghĩ chắc giờ nó cũng biết rồi cô nha. Giờ trong Costco cũng bán vịt á, đồ ăn Thái nó có vịt đó hả? Có. Ở Mỹ nó ăn nhờ Mỹ nó có tập ăn đồ ăn Việt Nam nhiều. Nhiều đúng rồi. Dạ. Có nhiều người nhiều cái tiệm á thấy Mỹ vô ăn phở xong nha. Dì Năm nghĩ coi, nhiều lúc ăn một cái hamburger cũng mười mấy đồng. Thì ăn cái tô phở em thấy nó chất lượng hơn mà nó tốt cho sức khỏe hơn. Đúng rồi. Uống bia có mình là miếu. Bữa nào em tập uống thì em với anh uống. Có anh Bình hai anh em ngồi lai được. Hả? Anh Bình là biết uống nó đắng gì lắm ơi. Tập uống hai chồng rồi nhậu lai ra chứ. Bưng hai chai bia ra chọi ha. Kiếm chỉ mồi hai chồng rồi nhậu. Này có lý à, bữa nào thử bữa. Nhớ mình mấy năm trước em nói nhậu anh đó. Đi nướng con mực. Uống chai bia.
uống không hết chai bia hết hai con không mực luôn rồi ăn riết chứ mà no khỏi không ai uống luôn. Tại thấy có không mực ngon á, cái nói thôi hai chồng nướng không mực lên ha, hai chồng hai chai bia rồi uống cái nửa chai bia bạn hết hai không mực. Không mà lâu lâu mà mình ăn cái gì đó mấy cái món ăn ha, uống mấy bia vô thấy cũng ngon ghê chứ. Em thì em không có uống bia nhưng mà lâu lâu cái em ké uống nữa, thấy là mình thấy cũng ngon ghê chứ. Hàng chi nghe đàn ông người ta cũng thèm thích uống bia là đúng rồi. Bia ướp lạnh á cũng ngon. Mình hay uống mình không được, hay uống mình không được. Đắng. Cái này là cua đăng muối rồi phải không? Đúng rồi. Ngon. Hôm nay ăn cũng ngon đấy chứ. Cái con chinh ráp á. Chinh ráp á nha. Cái này cái mình á, cái mình là lấy làm rau muối. Một con chinh ráp làm 3 món nè. 3 món muốn cơm chiên. Chiên, muốn rau muối, muốn hấp. Cái càng này hấp. Cua phải ăn tay à? Cua phải bóc thôi, ai cũng thấy vậy. Ăn muỗng, ăn đũa cũng được. Giờ hôm nay ăn cua cái ăn gấp đũa lên cho ngồi. Cái này nhúng bột rồi mới chiên rồi cho lắm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chứ cái thịt cua này nó ấy lắm. Nhúng vô bột. Bột này pha lỏng ha, hoặc là rắc thôi. Cua tươi vậy thì nó không có mặn. Càng cua tươi cái này nó không có bị mặn giống như là ở trong cốc cồn. Nó thơm nữa. Cốc cồn mình mua mình thấy nó hơi mặn hơn rồi, nó không mặn. Người về chỉ nó rửa xong cái ngâm nước đá. Ồ vậy đó hả? Vậy là nó đỡ mặn ra hả? Nó rã ra lại. Có bí quyết ha. Cái này là người ta pha bột lỏng, ta nhúng. Ăn ngon quá không có nói chuyện với chăm chú ăn xong rồi quên hết quên hết. Cơm nữa chị Lâm không để chị ăn rau rau dầm dầm tối ăn nói gì chứ ăn ít ít cái nhà bột ăn xong làm ly nước nóng uống cái xong rồi cái lên ghế massage. Đó, nó đã luôn ha. Lâu lâu qua nhà em Út thì cũng được vài ngày cứ hưởng á. Chứ lâu đi được đâu, tầng hai tầng nào đã lắm mới. Đúng rồi. Thoải mái đầu óc quý anh em hả? Đó mà đi với điều kiện đừng bận rộn gì nha. Đó. Bận thì lúc nào cũng bận nhưng mình sắp xếp rồi. Đúng rồi, bận thì lúc nào mình cũng không bao giờ mình nói mình có không có việc hết. Dạ. Lúc nào cũng có việc hết. Chúng mình đi cũng mệt lắm rồi. Hai chồng đi chung cũng mệt lắm rồi. Không được buôn bán hả? À. Mình buôn bán thì mình đi chơi một công hai chuyện. Dạ. Chị mới là đúng ăn chơi đúng không? Đúng ăn chơi. Đi ăn chơi. Chị gì chơi. À chứ như năm đi chơi là ở nhà không có bán hả? Nhà không bán hả? Đúng ăn chơi luôn. Mày muốn tham về thì mấy cô chú anh chị ủng hộ lại năm chứ. Tại vì hàng của năm đâu có bưng đi theo đâu được đó. Ông rồi đồ nặng nề. Không lẽ sắp tới bưng đi theo. Rồi phấn rồi son này đồ đại khái rồi đồ dưỡng da đâu có na đi đâu được đâu, đủ hết mà. Về rồi cái mấy chị gọi em thôi. Sáng giờ cũng có nhiều người gọi lắm hết chứ. Chị nói chị đã đi về để xếp luôn. Dạ mấy chị nó thôi để về xếp luôn. Nó để kêu chờ con Năm thấy không? Chờ con Năm về. Dạ nó chờ kêu để đó ông xã gửi đi mấy cậu mấy chị nó thôi. Con Năm về được gửi. Dạ. Dạ. Còn cục cua em ăn luôn. Dạ bây giờ là mình
em muốn no rồi đó. Mấy cục cua luôn ăn cho hết. Nói chung là bây giờ là mình cũng là gì? No nê. No nê. Cái này là cái gì? Quá là no nê luôn á. Định nói định nói văn nó qua nhưng mà quên rồi. Văn mương luôn. Đây là văn mương. Dạ, thôi bây giờ cái video của mình tới đây thì mình cũng xin tạm biệt. Nhưng mà trước khi tạm biệt thì em thêm một lần nữa em rất là cảm ơn chị Hào đã cho em một cái buổi tiệc rất là đầm ấm ha, rất là ấm cúng. Chọc quê hoài cô này. Rất là ấm cúng. Rồi bây giờ cái là em thêm được một ngày birthday của em nữa. Cắt bánh ăn tiếp này vậy không? Xíu nữa là em cắt bánh dạ. Bánh sinh nhật nữa. Thì đó có để sẵn luôn. Rồi bánh thọ rồi luôn là nãy chị cũng trình bày ra vậy thôi. Dạ. Thì thôi vậy cái video của mình tới đây cũng xin tạm biệt. Chúc đại gia đình của mình luôn luôn nhiều sức khỏe, gặp được nhiều may mắn nha. Bye bye. Bye bye.